các nhóm điểm chú ý. Điểm thứ nhất, bắt đầu. Trọng tài cho góc đại đỏ 1 điểm, góc đại xanh 1 điểm. 1 point for each corner. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. The jumping scores is invalid. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. The jumping score is invalid. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. Mời phóng viên đứng sát vào góc đài. Dứt hiệp thứ nhất. Hiệp 1, xanh thắng. The result for the first round. Thank you.
hình đó, đừng có chụp lát nha. Võ sĩ nó đang đánh không, không, không có lát, không có lát. The result for the second round. And the final result, the contestant Kachiku from Ho Chi Minh City won. Chuyển động cùng Võ Việt.